Em chào các cô chú anh chị yêu Hoa Lan nhé. Khá lâu rồi em cũng không có thời gian để mà lên video cho các bác xem các mặt hàng Hoa Lan rừng mà bên em thỉnh thoảng có nhé. Hôm nay em có bận chút dành chút thời gian nên là em cũng quay luôn các hàng dề này. Đấy, hàng dề đùi gà dề luôn nhé. Đây là các hàng dề, hàng đùi gà dề đang nụ luôn này. Đấy. Đây là cái dề đẹp nhất này. Rất là nhiều thân luôn. Thân già thì thân hoa thì không đếm xuể được đâu. Để khi nào mà có thời gian rảnh thì em sẽ đếm cho các bác xem nhé. 1 2 hay tiếp thể đếm luôn một tí thôi mà. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Đếm sơ qua thì đã được một tí này đã được 30 thân rồi nhé. Đấy, còn rất là nhiều. Cái này chắc phải tầm 70-80 thân rồi đấy. Không biết đến hay không? Cứ nói như thế tức là đấy. Không biết đến 70-80 thân hay không nhé. Đây. Đây. Hàng đang nứt nụ nhé. Đấy, do là nó phải xuống lá thì nó mới cho hoa nhé này. Đang nứt nụ này. Điện thoại nó yếu quá các bác ạ. Đấy. Điện thoại yếu quá nên là cũng buổi tối ấy nên là không thể xem cho các bác xem luôn các nụ hoa. Đang xứng rất là nhiều nụ hoa luôn nhé. Đấy. 30 chắc tầm 6-70 gì. Hơn 6-70 thân gì đấy. Đấy, này em đếm là bằng này này. Một nửa bên này. Đấy, một nửa đây nhá. Thì nó dề nó rất là to như này này. Đấy. Dề này siêu to luôn. Đấy. Đang nứt rất là nhiều nụ luôn nhé. Một số đang sưng. Cái hàng này là cho các bác chơi Tết luôn nhé các bác nhé. Đấy. Đây là hàng dề cho các bác chơi Tết luôn. Đây, đang nứt rất là nhiều nụ này. Đấy. Nứt rất là nhiều nụ này. Tổng hôm nay em có 5 dề này. Đấy. Tạm gọi đây là dề to, dề số 1 luôn này. Đấy. Dề số 1 này. Đấy. Dề số 1 này. Cái giá thì em sẽ không để nó công khai nha các bác nhé. Các bác nên là các bác cứ gọi trực tiếp em để em báo giá mấy cái hàng này. Đấy. Tại vì để giá công khai thì một số bác thì một số anh chị cùng buôn bán thì nó rất là khó. Đấy. Đây, rất là nhiều nụ này. Đấy. Do là hàng dề, hàng này hàng riêng biệt luôn, hàng đặc biệt luôn nên là em sẽ để giá thì em sẽ để các bác nhắn tin cho hoặc gọi trực tiếp cho em nhé. Để em báo giá các bác nhé. Đấy. Đây em sẽ gọi đây là dề thứ hai này. Đấy. Đang sưng khá là nhiều nụ luôn nhé. Đấy, đây là dề thứ hai này. Đây, gốc nó rất là to, bự chà bá luôn nhé. Đấy. Dề số 2. Em sẽ để cái dề này sang đây. Dề số 3 này. Đấy, dề số 3 nhé. Dề này thì mùa này đang xuống lá để cho hoa ấy. Nên là nó sẽ vàng lá như này nhá. Cái dề này thì hơi vàng lá. Đấy. Đấy, nên là dề này giá nó sẽ hợp lý hơn. Đấy. Và dề này thì đùi gà dẹt thì nó, dề này thì khá là dài này. Thân nó khá là dài. Tầm chắc tầm 30 phân này. Đấy. 30cm đấy ạ. Đấy, làm rất là nhiều nụ. Đấy. Đang rất là nhiều nụ luôn nhé.
Dê thứ tư. Đấy, dê này siêu dài luôn. Dê này chắc phải tầm 50 cm này. Đấy, những cái thân dài nhất là chắc phải tầm 50 cm. Đấy, dê này chắc phải tầm 50 cm này. Siêu dài luôn. Mà cái dê này thì nở hoa thì sẽ rất là đẹp luôn nhé. Đấy, tại vì nó sẽ sai hoa. Rất là sai hoa luôn ạ. Đấy, rất là sai hoa luôn nhé. Đấy, em xem có ra nước nụ chưa. Đây, đang xuống lá nước nụ này. Đấy. Đấy, các anh chị mang về chơi Tết luôn nha các anh chị nhé. Đấy. Dê số 4, tiếp theo là dê số 5 này. Dê này cũng rất là dài luôn. Rất là dài đẹp luôn nhé. Đấy. Rất là dài đẹp luôn. Đấy. Đấy, đang đến rất là nhiều nụ đẹp nhé. Đấy, đang ra rất là nhiều nụ luôn. Sưng mắt nụ như này thì tầm này mà sưng mắt nụ như này thì Tết thì còn một tháng nữa thì nó sẽ ra hoa Tết cho các bác chơi hoa Tết luôn nhé. Còn hơn tháng nữa vậy. Đấy. Thì đến Tết là nó vừa mới nở là các bác chơi hoa là cực kỳ hợp lý luôn. Đấy, đang rất là nhiều nụ nhé. Ờ, em sẽ đếm cái dê dê nhỏ nhất nhé. Đấy, đây dê số 5 này. Dê cực kỳ đẹp luôn. Em sẽ đếm cái dê nhỏ nhất này xem được bao nhiêu thân nhé. Tại vì cái dê to thì rõ khó đếm lắm. Tại vì nó mất thời gian của các anh chị xem ấy. Đấy. Đây là 1 thân này, 2 thân, 3 thân, 4 thân. 4 thân. 5 thân, 6 thân, 7 thân, 8 thân, 9 thân, 10 thân, 11 thân, 12, 13, 14. 14 thân này. 14, 15. Đếm như này nhá. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 thân này. Đấy, đây là cái dê nhỏ nhất là được 33 thân rồi này. Đấy các anh chị nhé, em đếm là em đếm thân tơ và thân chưa có hoa nhé. Đấy, đây là thân tơ, thân chưa có hoa nhé. Đấy, còn các thân hoa này, thân già, thân hoa đá ra hoa thì em sẽ không đếm nhé. Đấy. Đấy, em chào tất cả các anh chị nhé. Rồi các anh chị mà có nhu cầu mua các mặt hàng khác thì các anh chị bình luận ở bên dưới video giúp em, thì để em sẽ quay từng mặt hàng, các loại hàng, mỗi hôm em sẽ quay một mặt hàng khác nhau để cho các anh chị lựa chọn nhé. Tại vì hàng đấy rất là nhiều này. Đấy, hàng rất là nhiều luôn nhé. Đấy, tất cả các mặt hàng bên em đều có hết cả. Đấy, đấy. Do là bận nhiều công việc nên là em không có thời gian để mà làm video ấy. Một số việc gia đình nên là các bác cũng thông cảm. Đấy. Đây. Đây. À, cũng nhiều công việc nên là cũng kiểu lượt theo dõi kênh của em nó cũng không được nhiều nên là em cũng ít làm video. Đấy. Nên là các bác nào mà xem kênh YouTube của em thì các bác vui lòng đăng ký kênh để nhận các video em đăng lên sớm nhất nhé các bác nhé. Đấy. Đăng ký kênh và like cái video để em có động lực làm những cái động lực bán những cái hàng này nhiều hơn. Đấy. Rồi em xin đọc cái số điện thoại của em để các bác liên hệ đặt hàng bên em nhé. Số điện thoại của em là 0333 012 759. Đấy. Zalo của em cũng là số điện thoại đấy luôn. Đấy, các bác mà có lấy hàng thì nhắn tin Zalo hoặc Facebook của em thì là Vàng Pu nhé. Đấy. Facebook của em là Vàng Pu.
Cái hiện tại thì cái người mọi người theo dõi em là hơn 300 lượt theo dõi rồi. Đấy. Thì các bác vào nick vàng pu thì hơn 300 lượt theo dõi đấy thì chính là cái nick Facebook của em nhé. Rồi em chào tất cả các anh chị nhé. Chúc các anh chị một buổi tối vui vẻ.